Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin quan hệ Nga-Trung bên ngoài hữu nghị, bên trong nghi kỵ. Tổng thống Nga Vladimir Putin là lãnh đạo cường quốc hiếm hoi, nếu không phải là duy nhất xuất hiện bên cạnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh hôm 4 tháng 2 năm 2022. Trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây và Moscow đang hết sức căng thẳng trên vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã không ngần ngại phô trương quan hệ hữu nghị Nga-Trung trong một bản tuyên bố cùng lên án Hoa Kỳ với vai trò của các liên minh quân sự phương Tây. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn dành cho kênh truyền hình TV5 Moder vào ngày 5 tháng 2, chuyên gia về Trung Quốc Mark Lauden thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp cho rằng đằng sau bề ngoài thân thiết được phô bày quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn được đánh dấu bằng một động thái nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt là từ phía Nga. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2 năm 2022. Khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014, khởi đầu tiến trình tái hợp với Trung Quốc. Về tiến trình xích lại gần nhau giữa Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây, nhà nghiên cứu Pháp chưa hết ghi nhận một dấu mốc quan trọng. Đó là sự kiện Nga sát nhập vùng Crimea của Ukraine vào năm 2014. Mark Julian nói rằng đó là thời điểm mà Vladimir Putin cảm thấy mình bị cô lập trên trường quốc tế. Nga đã thúc đẩy quan hệ đối tác với Trung Quốc với mục tiêu là phá vỡ tình trạng cô lập này và cho thấy rằng Moscow không đơn độc. Đó là một động thái phô trương chính trị hơn là một liên minh chiến lược thực thụ, được biểu thị bằng những cuộc tập trận quân sự chung trên quy mô lớn và được nhấn mạnh bằng những cuộc gặp thượng đỉnh song phương. Điều đó đã diễn ra như vào hôm 4 tháng 2 năm 2022 ở Bắc Kinh. Quan hệ đối tác đó chỉ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nếu Nga vẫn tiếp tục căng thẳng với Mỹ và nhất là nếu cạnh tranh với Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt đến một tầm cao mới. Trung Quốc và Nga có cùng những lợi ích giống nhau khi chống lại Washington. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong quan hệ đối tác Moscow-Bắc Kinh. Đây là hình ảnh xe quân sự Nga trên đường chuyển quân tại Crimea vào ngày 1 tháng 3 năm 2014. Putin cũng điều thêm 6.000 quân với ý đồ tái chiếm Crimea. Trung Quốc đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng dầu khí của Nga. Từ hơn 20 năm nay, Bắc Kinh đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng vốn chủ yếu đến từ vùng vịnh Ả Rập và chuyển về Trung Quốc xuyên qua eo biển Malacca và Biển Đông. Để tránh nguy cơ nguồn cung cấp đó bị bóp nghẹt ở khu vực yết hầu đó, Trung Quốc đã cố gắng tìm thêm nhiều nguồn cung cấp dầu và các tuyến đường cung cấp mới. Nga và Turkmenistan hoàn toàn phù hợp với chiến lược đa dạng này và nhờ các đường ống dẫn dầu mới. Còn với Nga, hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng cũng mang lại cho Moscow một đòn bẩy đáng kể lên Bắc Kinh. Vì thế, Nga hiện đã trở thành một trong những nhà cung cấp chính của Trung Quốc về năng lượng. Những mối lo ngại chính của Nga đối với Trung Quốc cũng đang diễn ra. Cho đến nay, Nga và Trung Quốc luôn tìm cách phô trương tình hữu nghị giữa hai bên trước thế giới. Đối với chuyên gia Mark Jordan, quan hệ đó tuy nhiên không thực sự là một liên minh đúng nghĩa. Đây là hình ảnh binh lính Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận quân sự chung. Mark Julian nói tiếp, chúng ta quả là đã nghe nói đến rất nhiều về một liên minh Nga-Trung, nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Có sự nghi kỵ rất lớn giữa hai bên, đặc biệt là từ phía Nga. Moscow đã rất thận trọng đối với đối tác của mình, nhất là trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số của Trung Quốc mà chính quyền và quân đội Nga không muốn sử dụng. Tại Nga cũng tồn tại nỗi lo ngại sâu xa về việc dân Trung Quốc tràn sang các khu vực dân cư thưa thớt ở miền Viễn Đông của Nga. Sau cùng, vùng Trung Á là khu vực cạnh tranh giữa hai bên, nơi mà Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng, vừa thông qua sự phát triển con đường tơ lụa mới, vừa nhờ có quan hệ đối tác an ninh và xuất khẩu vũ khí. Còn về hợp tác song phương giữa Nga và Trung Quốc, đó là những quan hệ hợp tác tình huống. Cả hai bên đều biết chính xác và xác định các lĩnh vực có lợi ích chung mà việc hợp tác sẽ hữu ích. Trong lĩnh vực không gian chẳng hạn, hiện nay đang có một cuộc đua chinh phục mặt trăng
giữa một bên là Hoa Kỳ và bên kia là Trung Quốc và Nga, với mục tiêu là thiết lập một trạm vũ trụ trên quỹ đạo mặt trăng vào năm 2030. Nga vốn là cường quốc không gian hàng đầu trong lịch sử, hiện lại không còn đủ phương tiện hoặc ít ra là một mình để thực hiện tham vọng của mình. Do đó, Moscow và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận hợp tác để thăm dò mặt trăng và cùng nhau xây dựng trạm này với các điều khoản vẫn còn rất mơ hồ. Đây cũng là một cuộc cạnh tranh trực tiếp cụ thể với Hoa Kỳ. Do đó, quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Nga là một cuộc hôn nhân vì lý trí, một mối quan hệ hợp tác tùy theo hoàn cảnh. Đây là hình ảnh đường ống dẫn dầu có chiều dài khoảng 1.000 km bắt đầu từ vùng viễn đông của Nga, đi qua các tỉnh đông bắc của Trung Quốc tới thành phố Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Chúng ta vẫn còn xa với một liên minh ngoại giao, chính trị và quân sự bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung. Hơn nữa, nếu chiến tranh nổ ra ở Ukraine, khó có thể thấy Trung Quốc lao vào giúp đỡ Nga, và đó cũng không phải là yêu cầu của Moscow đối với Bắc Kinh. Hơn nữa, trong một số lĩnh vực, lợi ích của hai nước hoàn toàn khác biệt lẫn nhau. Cũng cần nhớ rằng Nga bán rất nhiều vũ khí cho Ấn Độ, quốc gia đang có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Và ngay cả Nga cũng bán vũ khí cho Việt Nam. Bắc Kinh thì muốn mượn tay Nga thăm dò phản ứng của phương Tây. Một trong những câu hỏi được đặt ra là Trung Quốc có lợi gì khi về hùa với Nga trong cuộc đọ sức trên hồ sơ Ukraine? Theo chuyên gia Mark Julia, ý đồ của Bắc Kinh là mượn tay Moscow thăm dò phản ứng của phương Tây để rồi sau đó áp dụng đối với các nước láng giềng của mình. Mark Julia nói rằng xung đột Ukraine là một cuộc xung đột hoàn toàn của Nga, không có sự liên kết nào giữa Moscow và Bắc Kinh hay hợp tác nào trên những gì Putin có thể làm ở Ukraine. Nga chỉ cần đến hậu thuẫn chính trị từ Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh và Moscow rất quan tâm đến việc liệu xem Hoa Kỳ và châu Âu phản ứng như thế nào. Nhà nghiên cứu này nói tiếp, theo tôi, cả Vladimir Putin lẫn Tập Cận Bình đều cho rằng phương Tây đang suy tàn và không còn đủ sức mạnh hay ý chí lao xuống các cuộc xung đột có cường độ cao. Ukraine là một thử nghiệm trên thực địa nhằm xác nhận giả thiết đó. Đây là hình ảnh binh lính Nga tại biên giới với Ukraine. Mỹ cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào và yêu cầu công dân khẩn trương rời khỏi Ukraine. Trung Quốc cũng quan tâm trực tiếp đến cuộc khủng hoảng Ukraine vì nước này có một dự án chống lại Đài Loan. Bắc Kinh cũng luôn tuyên bố rằng một ngày nào đó sẽ lấy lại hòn đảo kể cả bằng vũ lực. Nếu Mỹ và châu Âu không có phản ứng gì với Ukraine, điều đó sẽ củng cố thêm niềm tin của Bắc Kinh và một kế hoạch bành trướng của họ ở khu vực Đông Nam Á và vùng Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc chống NATO thì bắt đầu xem Bắc Kinh là đối tượng việc chống lại Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO là một điểm hội tụ khác giữa Nga và Trung Quốc. Nga phải đối đầu trực tiếp với NATO ở sườn phía Tây của mình mà vẫn phải chống lại mong muốn mở rộng của khối này. Về phần mình, Trung Quốc đang biến thành đối tượng ngày càng bị NATO dòm ngó. Vào tháng 6 năm 2022, một hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ mở ra và một khái niệm chiến lược mới của NATO sẽ được thông qua xác định lại mục tiêu và tham vọng của tổ chức trong 10 năm tới. Dù không bị nêu tên trong chiến lược NATO cho đến nay, nhưng hầu như chắc chắn là lần này Trung Quốc sẽ giữ một vị trí không thể bỏ qua trong tài liệu mới và đó không phải là một tin tốt lành gì cho Bắc Kinh. Kính mời các bạn xem bản tin thách thức nghiêm trọng nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, cây bút quen thuộc Nguyễn Quang Di đã có bài viết đăng trên trang Việt Study những thách thức năm Nhâm Dần. Băng bắt đầu mở đầu với những cảm xúc tích cực về các hiện tượng thiên nhiên đầu năm mới và kết thúc bằng lời khuyên rằng Việt Nam nên thay đổi thể chế để có thể vượt qua những thách thức trong năm mới. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với những phân tích về quan hệ giao ban quốc tế của tác giả, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam đã khá thành công trong việc tạo cho mình thế đứng trung gian giữa cuộc xung đột và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các siêu cường, quan trọng nhất là cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Nói một cách nôm na là Hà Nội đã thành công trong việc đu dây giữa Washington và Bắc Kinh. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ
Kamala Harris vào thăm Việt Nam vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tác giả Jackham Nguyễn đưa ra bình luận về những động thái của Đảng Cộng sản trong giai đoạn mới đây. Bài viết đăng trên báo Tiếng Dân với tựa đề là thách thức nghiêm trọng nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản. Có thể nói không ngoa rằng thái độ Hoa Kỳ trong việc cộng tác với việc thành công của mình cũng như chính sách đu dây của Việt Nam đã làm cho Hà Nội chống lại được dịch COVID-19 với lượng vaccine của chính phủ Mỹ đến kịp thời. Những đề cập về kinh tế Việt Nam cũng như những khuyến cáo hoặc trích dẫn mà ông Nguyễn Quang Di đưa ra cũng sẽ dễ dàng được độc giả đồng tình. Nhưng không biết có phải vì lý do thời điểm đầu năm mới cần có những suy nghĩ tích cực hay không? Nhưng tác giả đã giảm nhẹ điều gọi là thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Đó chính là vị trí một mình một chợ ngày càng vững chắc của Đảng Cộng sản cầm quyền. Sau một thời gian dài lưỡng lự, Đảng Cộng sản đã tống giam người thực sự đối kháng cuối cùng của chế độ là Phạm Đoan Trang vào năm 2020. Thừa thắng xông lên, Đảng Cộng sản dẹp luôn những tổ chức dân sự ít màu sắc chính trị, quyền lực hơn, nhưng họ không kiểm soát. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, Hà Nội đã tống giam bà Ngụy Thị Khanh, đứng đầu một tổ chức môi trường từng nhận giải thưởng về bảo vệ môi trường quốc tế với tội danh là trốn thuế. Cũng cần nhớ rằng loại tội danh này đã từng được gán cho một số nhân vật đối kháng có tiếng trước đây như Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức đối với ông Thức là cái nhãn gian lận thương mại. Và dịch bệnh cũng đã làm lộ rõ tình trạng người dân quê Việt Nam và những người làm thuê làm mướn trong các nhà máy bị bóc lột tận xương tận tủy. Trong đó có hơn 1 triệu người đã phải bỏ chạy toán loạn sau vài tuần lễ phong tỏa. Đây là hình ảnh một gia đình chở hai con nhỏ cùng tất cả hành lý dọn ra khỏi phòng trọ, đi hàng nghìn km về quê trốn dịch. Năm 2021 đã chứng kiến hai sự kiện tồi tệ một cách kinh hoàng. Đó là công ty Việt Á bán bộ xét nghiệm dởm, làm giàu trên tình trạng chết chóc của dân chúng. Và vụ nâng giá máy bay cho người Việt ở nước ngoài muốn về nước giữa đại dịch qua những chuyến bay mà chính quyền gọi là giải cứu. Hai điều kinh hoàng nhất trong hai sự kiện này là sự mục ruỗng của hệ thống bao che cho những kẻ thủ ác. Thứ hai là sự suy đồi đạo đức không còn giới hạn nữa của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có gì đảm bảo rằng hai sự việc như thế sẽ không còn xảy ra trong tương lai và người dân trong nước sẽ lại chịu hậu quả thảm khốc. Trong tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam một mình một chợ, quyền lực không giới hạn, tự tung tự tác. Và đó chính là thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay. Nguyễn Phú Trọng dường như đang bị đồng đảng chơi xỏ khi uy tín của ông ta đang xuống dốc trầm trọng. Tác giả Lôi Phòng cũng có bài viết rằng nịnh để nghe dân chửi đăng trên đài tiếng nói FA với nội dung được chia sẻ. Không loại trừ khả năng một thế lực thân địch nào đấy dùng cách ấy để hạ uy tín vốn đang xuống dốc của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Số là mấy hôm nay truyền thông trong nước rầm rộ đưa tin về việc nhà xuất bản là chuyên nói sai là sự thật kết hợp với tờ báo Không Ai Đọc từ Nhân Dân đưa ra rầm rộ việc hai cơ quan này đã cho in và ra mắt ba quyển sách rất đặc biệt. Đó là một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Rồi thì niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành trong Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tập 1 và tập 2. Đây là hình ảnh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận của ông Nguyễn Phú Trọng. Cả ba tác phẩm mà người dân gọi là rác phẩm này thuộc cấp của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho in rồi tổ chức lễ ra mắt long trọng với sự tham gia đưa tin cực kỳ hoành tráng của giới truyền thông, đặc biệt là hệ thống truyền thông nâng bi nội địa. Nếu theo dõi phản ứng trên mạng xã hội về ba ấn phẩm ca ngợi ông Trọng được quảng cáo rầm rộ mấy tháng nay, ắt sẽ thấy chẳng bao nhiêu người bận tâm đến nội dung cũng như chất lượng của ba ấn phẩm ấy. Thiên hạ cũng chỉ bày tỏ sự bất bình vì ba lý do. Thứ nhất, tại sao cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lại xuống vào tâng bốc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc này? Thứ hai, tại sao ông Trọng từng phát động phong trào chống nịnh nhưng lại để điều tệ hại này xảy ra với mình? Và thứ ba, tiền đâu? Rõ ràng là tiền ngân sách nhà nước mà mấy ông chi vội tội vạ như thế trong lúc cả nước đang lao đao vì đại dịch COVID-19.
Về câu hỏi thứ nhất, sở dĩ có chuyện nịnh thối xảy ra lúc này là nhằm cứu vãn chút hư danh cuối cùng còn sót lại của ông Tổng Bí Thư. Với phương châm con nước, con tát, các thuộc cấp của ông Tổng Bí Thư cảm nhận được rất rõ. Kể từ khi đại hội lần thứ 13 cho đến nay, chưa bao giờ uy tín của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lại thấp như hiện nay. Đây là hình ảnh biếm họa về hành vi nịnh nọt. Trước đây, nhờ phát quân cờ chống tham nhũng, ông Trọng vừa có thể ngồi xổm lên hiến pháp với tuyên bố hiến pháp đứng sau cương lĩnh của Đảng. Vừa ngồi xổm lên cả điều lệ của Đảng, tức là quy định các tổng bí thư không được làm quá 2 nhiệm kỳ, nhưng ông vẫn chễm chệ làm đến 3 nhiệm kỳ. Nhưng này, công việc đốt lò của ông Trọng coi như đại bại. Một số nhà phân tích bình luận rằng, ngay cả sự thanh minh cho công việc ông tiếp tục làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 cũng không hợp lý và không thuyết phục, vi phạm điều lệ, thậm chí là vi phạm pháp luật. Về câu hỏi thứ hai, có lẽ ông Tổng Bí Thư đang bí thật những ngày này. Từ vụ làm thơ ca ngợi Lê Thanh Thản ở tập đoàn Phạm Pháp Mường Thanh, đến vụ gắn huân chương lao động cho tập đoàn Ngoái Mũi Việt Á và cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Chắc chắn đến lúc này, ông Trọng buộc phải giật mình. Sau bao vụ đại án trước và sau Tết, giờ đây ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không thể rũ bỏ trách nhiệm người đứng đầu. Trước khi ký có huân chương ấy, ông có cho kiểm tra hay không, hay ông hoàn toàn phó mặc cho trợ lý? Vậy ông chọn trợ lý thế nào mà để lọt những con sâu bự, phá nát hệ thống đến như thế? Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học từng đặt câu hỏi rằng, vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ, mà vẫn chờ ra đó? Ông Học cho biết, đấy là ý kiến của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Về câu hỏi thứ ba, trong khi cả xã hội lẫn nền kinh tế Việt Nam đang lao đao, nhà xuất bản của Đảng và tờ báo của Đảng xài tiền thuế của dân một cách vô tội vạ như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bài viết đẩy lùi thói xấu xu nịnh, nói ở đầu bài, tác giả đã nương theo ý kiến của ông Phạm Minh Chính, lúc bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban tổ chức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định rằng nịnh hiện đang là căn bệnh nan y. Nịnh đã biến tướng và đa dạng và phát triển với nhiều hình hài, phương thức. Nịnh một cách tinh vi, thông qua nhiều kênh, nhiều phương tiện vật chất, cơ chế, chính sách. Không chỉ có vậy, nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong Đảng. Một số người được nịnh thì ưa lời ngon ngọt, tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được làm bề trên, nên sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cúi, không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. May trong Phạm Minh Chính, ông phát biểu cách đây hơn 2 năm. Nếu ông nói đúng vào những ngày này, tháng này thì chắc chắn câu chuyện sẽ bị xé to ra. Ý kiến được giới thiệu trên tờ báo này về bệnh nịnh bợ nếu đem soi với các đợt quảng cáo một cách quá lố về ba cuốn sách vô bổ của ông Trọng thì quả là nịnh mà nghe dân chửi.